Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Video ngày hôm nay giới thiệu với các bạn một cái lô cây thành ngạnh, hay còn gọi là bạch mai rừng. Ngày hôm nay thì những cái phôi nó cũng khá khá các bạn. Phôi thành ngạnh thì nó cũng khá là đẹp. Đầu tiên là một cái phôi có hoành cổ đế là 54, chiều cao từ cổ đế lên là 50. Cây vặn khá là đẹp. Phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 400.000, giá đã bao gồm phí vận chuyển là 400 ha. Anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn nha. Thành ngạnh thì vừa làm kẽm ha, rồi mình cũng là cây vừa dược liệu, rất là tốt cho tim mạch, hệ thần kinh. Anh em mình có thể ngắt cái lá non mình ung trà, ung nước sôi để mình uống hàng ngày cũng rất là tốt, cải thiện rất là tốt cái tình trạng mất ngủ ha. Rồi mình có thể ăn ăn sống, hoặc là nếu mà anh em muốn để dành uống lai rai thì mình cũng có thể phơi khô mình uống ha. Nói chung là cái nó tầm khoảng 10 gram là được rồi, một lần sử dụng lá tươi thì tầm khoảng 10 gram. Rồi muốn biết thêm nữa về công dụng và chức năng của thành ngạnh thì anh em có thể lên Google để tìm NT TN2. Đây là một cái phôi lỗ ha. Cây thì bỏ chân khá là khéo, bò khéo các bạn. Cây này một số anh cái đối với ăn bánh xèo mình có thể lấy cái lá này để mình gói bánh xèo ăn cũng rất là ngon nè. Cái này thì nó lủa vô tầm khoảng 10 phân, 10 cm. Thành ngạnh nha các bạn nha, hay còn gọi là lành ngạnh. Cây này thì dễ trồng, siêu dễ trồng luôn. Mình trộn cho với lại trấu rồi là mình đặt vô, mình tưới nước thích để nghĩa là đậy lại, bỏ nó mát là lay quay nó sống thôi. TN2 hoành 33, chiều cao 25, 250.000. Tiếp theo là đến với một cái cây đa thân. Cây hoành cụm đa thân này của nó là 66, chiều cao từ cổ đế lên là 50. Coi này cũng giao lưu anh em mình với giá là 400.000, giá bao gồm phí vận chuyển là 400 ha các bạn ha. Thành ngạnh nha các bạn nha, anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn. Hoành 66, chiều cao 50, đa thân 400.000, giá bao gồm phí vận chuyển nha các bạn nha. Dòng này thì nó khác với mai nha các bạn, nên là không có ghép được nha. Anh em thì có người hỏi là có ghép được không, dạ không, thành ngạnh là không có ghép được mai, không có ghép được mai năm cảnh đâu nha. Tiếp theo là cây số 4, một cái phôi chân rễ bò nhìn khá là hay các bạn. Hoành 47, chiều cao là từ cổ đế lên là 20. Cây này thì nó bị cái lũa ở phần thân các bạn ha, nhưng mà cũng cơ bản là không có hề hớn gì. Coi này thì giao lưu anh em mình với giá là 300.000, giá bao phí vận chuyển 300. Rồi tiếp theo mình đến với phôi cuối cùng, TN5. Phôi này thì có hoành là 45, hoành 45, chiều cao 40 nha, từ cổ đế lên là 40, rễ yếu. Coi này giao lưu anh em mình với giá là 250.000, bao phí ship luôn. Anh em nào yêu thì liên hệ. 250.000 cho mã TN5 hoành 45, chiều cao là 40. Anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn nha. Nhắc lại đây là thành ngạnh nha các bạn nha, hay còn gọi là lành ngạnh hay bạch mai, cây vừa làm kiểng vừa là dược liệu ha. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.